Tối ngày 24 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9 năm 2022. Đến dự có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh, các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức, lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh, lực lượng vũ trang, đại diện Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các đoàn vận động viên tham dự. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Sơn La lần thứ 9 có 17 đoàn vận động viên đại diện cho 12 huyện thành phố và các trường cao đẳng đại học, các ban ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ, huấn luyện viên và động viên các đội tranh tài 84 bộ huy chương ở 12 môn thi đấu gồm bóng đá, bóng truyền, điền kinh, đẩy gậy, taekwondo, cầu lông, đá cầu, bắn nỏ, kéo co, tung còn, tulu, bóng bàn. Kết quả ở khối các huyện giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn thành phố Sơn La, giải nhì đoàn huyện Mai Sơn, giải ba thuộc về đoàn huyện Sông Mã. Ở khối các đơn vị dẫn đầu là đoàn công an tỉnh. Xếp vị trí thứ hai là đoàn trường Đại học Tây Bắc, vị trí thứ ba thuộc về đoàn trường Cao đẳng Sơn La. Qua đại hội đã tuyển chọn được những vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2022. Tại lễ bế mạc, đồng chí Tráng Thị Xuân đã trao cờ nhất toàn đoàn và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho đoàn thành phố Sơn La và đoàn công an tỉnh trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 13 tập thể và 50 cá nhân đạt huy chương vàng tại đại hội.